Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, em lại đang ở cái cửa hàng đồ cũ đây. Đấy mọi người, em đang có một sản phẩm là một siêu phẩm luôn. Em dám khẳng định ở Việt Nam bây giờ gần như là rất là khó gặp luôn. Đấy, ở bên Nhật này mà bây giờ nó còn không có, chứ còn không phải ở Việt Nam nhé mọi người nhé. Đây là một em bình, một em sâm trầm của Satsuma. Nó có tuổi đời từ thời Meiji năm 120 năm rồi mọi người nhé. Toàn bộ là vẽ bằng vàng hết. Đấy, bây giờ em đo kích thước cho các bác xem này. Cái này thì lần trước là em cũng làm một cái video rồi, nhưng hôm đấy là thực ra là em cũng không quay được chính xác. Hôm nay em xin phép và em quay lại vì nó đẹp quá. Em quay lại thì em gửi đến tất cả các bác, các anh chị cùng xem. Đây, cái chiều quai của nó là 29 phần. Chiều quai 29. Để em đo cái chiều cao của từ chân nó lên cái đầu của con này. Chiều cao của này lên là 44 nhé mọi người nhé. Nó vào tầm 43,8 rồi đấy. Chính xác là 43,8,9 này. Nó tôi cứ tính 44 nhưng mà nó cao là 44 phân. Họa tiết của nó là toàn bộ là bằng vàng. Bằng vàng của ngày xưa chứ không phải là bằng giả vàng, mạ vàng nữa. Đây là toàn bộ là vẽ bằng vàng hết mọi người. Đấy, đây là em sẽ quay cho mọi người cùng xem nhé. Đấy, em giữ máy quay sát lại ở đây thì đừng có chuyển máy quay, để anh quay cho mọi người xem, cho mọi người cùng dễ xem. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Quá là tuyệt vời luôn. Với một em sâm trầm mày bằng vàng như này thì em dám khẳng định ở Việt Nam thì không chắc đã có, mà nếu mà có không thể có nhiều được mọi người. Vì bản thân ở bên Nhật này thì nó đã không có nhiều rồi. Với cái tuổi đời một con sâm trầm vẽ bằng vàng mà tuổi đời hơn 100 năm nay rồi thì không phải là chuyện đơn giản mọi người nhé. Đấy mọi người xem này, đây cổ này nó cũng là bằng vàng này mọi người này. Đấy, cổ toàn bộ bằng vàng hết. Khá là đẹp luôn. Đấy, em quay con lân thì mọi người xem kỹ con lân nhé. Đây em sẽ chỉ cho mọi người. Đây là những cái núm này. Đây em đứng lại. Đây những cái núm này là nó vẽ nó chỉ to bằng đầu đũa, nó nhỏ hơn cái tóp thuốc, nhưng mà những cái đường kẻ này là nó cũng vẽ bằng vàng. Độ tinh tế của cái sâm trầm này là không phải chuyện của một nghệ nhân, là rất là hàng này rất là kỹ. Đây mọi người xem, đây là nó vẽ như kiểu là nó xoắn xoắn của những vết này là xoắn xoắn là của vàng nhé, vẽ vàng nó nhỏ, chi tiết nó nhỏ như này. Đây mọi người em chỉ ngón tay vào mà nó không, ngón tay của em to thế mà cái này nó rất là nhỏ. Đấy mọi người nhìn thấy chưa, nó bằng vàng, nó vẽ rất là đẹp luôn. Cái độ tinh xảo của cái chiếc trầm này thì em rất là quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn mặt con lân này, họ nó vẽ mặt con lân có đẹp không mọi người? Đấy, mặt con lân là khá là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Ở đây em sẽ quay lại cho mọi người xem cái quai của nó. Đây em quay vào cái quai này. Đây mọi người nhìn này, nó vẽ nó những cái chấm nhỏ, cái chi tiết rất là nhỏ mà nó vẽ rất là kỹ. Mà trong khi đó là cái tuổi đời nó hơn 100 năm nay rồi, thì phải nói là cái nghệ nhân của người Nhật Bản nó quá là tuyệt vời luôn. Cái sâm trầm này thì là nó từ thời Meiji nhé mọi người nhé. Ví dụ nếu mà có ai mà mua cái sâm trầm này ấy, thì là nó đều, em vừa hỏi chủ cửa hàng rồi, chủ cửa hàng nó sẽ viết cho mọi người thì một tờ giấy là tuổi đời của sâm trầm này là nó bao nhiêu năm, nó sản xuất từ năm nào và chất liệu của nó là bằng cái gì, và có giấy tờ và họ sẽ ký vào. Nên là mọi người yên tâm là không có hàng giả mọi người nhé. Nếu mà mọi người nào mà có mua cái này về mà trường hợp mọi người mà bảo là ai mà bảo là hàng giả thì cứ yên tâm liên hệ với em Toàn. Em Toàn sẽ đền cho mọi người gấp 100 lần luôn. Đấy, một em sâm trầm này thì không bao giờ có giả. Quá là đẹp luôn. Đấy. Đây, em xin phép em nhấc nó lên này. Đây, đây mọi người, bên trong nó đây. Đấy, à, quay bên trong. À, đây em quay vào cái phần vàng ở đây cho mọi người xem, quay sát lại để anh quay. Đấy, vàng mọi người thấy phê không? Quá là phê luôn. Một em sâm trầm này không phải chuyện đơn giản nữa không mọi người. Quá là tuyệt vời, em thấy quá là kết nó rồi. Em chỉ em đặt cái này nó ở đây. Đây mọi người, cho mọi người xem ở bên trong nó. Ở bên trong đấy, nó theo sự cổ kính. Quá là tuyệt vời nhỉ. Con này thì là nó không có chuyện mọc gì, nhưng mà em dám đảm bảo là 100% luôn. Đây, dưới chôn nó đây mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. Chôn đây nhá. Đây là cái chân của nó đây mọi người. Đấy, là chân nói nhé. Đây là một, đây là họa tiết của nó là những vị thần samurai, những tướng quân samurai, và có cả khạc tam châu nữa. Cái bình này nó rất là, nói chung là em cũng không còn lời gì để nói đến cái sâm trầm này nữa, vì nó là quá đẹp, nó đẹp xuất sắc luôn mọi người. Em thấy nó không có một cái vết gì lỗi cả, vì là nó theo thời gian thì là nó đương nhiên là nó sẽ có những cái sự co mót của gốm theo thời gian, nhưng mà để một cái độ đẹp mà độ sắc nét của nó thì em chưa gặp cái nào như này. Nên là hôm nay em xuống em phải quay lại một lần nữa thì để cho mọi người nào các quý anh chị nào mà cũng cùng thích gốm, cùng đam mê thì để chiêm ngưỡng cái em mình này. Giá thành thì là nó quá là cao luôn mọi người, em chưa dám lấy về chơi, nên là em chỉ quay lên cho mọi người cùng xem, và em cũng giữ lại làm kỷ niệm. Sau này em xem bao giờ em có điều kiện thì em mua, nhưng mà chắc là em chưa chắc em đã có kỷ niệm có khả năng để em mua một cái bình như này về. Thì giá thành thì hiện tại bây giờ nó ngoài cái sức của em, nên là em quay lên. Nếu mà có mà nói sai một cái vấn đề gì ở trong cái video này ấy, thì rất mong các quý anh chị và mọi người đã cùng sở thích giống em mà chơi gốm này thì cho em cho góp ý cho em, và có gì mà em sai sót ở trong cái video này thì rất mong là quý anh chị thông cảm và đại xá bỏ qua cho em. Thì kinh nghiệm gốm thì thực ra là nó rất là rộng. Em ở đây thì là em chỉ được có cái là em biết được một chút tiếng Nhật, là em cũng hỏi người Nhật là tuổi đời xuất xứ và cái này nó như nào, thì em hỏi người ta, người ta trả lời em nào thì em cũng truyền lại đạt lại mọi người như thế, nên là mọi người hết sức thông cảm cho em. Đấy. Thôi một lần nữa thì cho em Toàn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem video của em, và cho em Toàn gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người yêu gốm và sưu tầm gốm ở Nhật này. Một sức khỏe thật là tốt, và không ngừng sưu tầm được những cái sản phẩm độc lạ và đặc trưng để về trưng bày vào những cái căn phòng và những cái kệ của đồ gốm Nhật Bản thêm sinh động nhé mọi người nhé. Và em xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, em quên mất, em nếu mà mọi người ai mà muốn mua cái sâm trầm đấy, mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 thì em sẽ gửi ảnh và báo giá cho mọi người nhé. Thôi em xin chào tất cả mọi người nhé.